À, bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến một câu chuyện khác à, của thể thao Việt Nam. À, vào ngày mùng 5 tháng 8 này thì đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho loạt trận thứ ba của vòng loại World Cup 2022 à, bằng nhiều cách khác nhau thì các tuyển thủ sẽ về Hà Nội. ví dụ như là các à, cầu thủ của Hoàng Gia Lai chẳng hạn thì sẽ phải chia theo nhiều đường đấy, ừ. họ không phải chỉ đi bằng máy bay đâu. cả máy bay à, cả đường bộ. Luôn. đó thì nó cũng sẽ là nhiều cách và thực ra thì vào lúc này thì đây là một câu chuyện nó 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 gọi là rất là là đặc thù. Ừ. Uh, Tiến Linh ấy thì mấy ngày vừa rồi là cứ đặt ra những cái dấu hỏi là không biết là đi bằng cách nào đấy. Ừ. Bởi vì là máy bay đường bay thương mại là từ thành phố Hồ Chí Minh qua Hà Nội là ừ. nó cũng sẽ bị bị, bị hạn chế mà. Rồi uh, lại còn cái quy chế về dịch nữa. Nhưng ừ. những cái thông tin mới nhất thì đã xác nhận là Tiến Linh đã được uh, chấp nhận một cái 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 quy chế mới áp dụng theo quy chế mới tức là đã tiêm rồi và sẽ về tập trung cùng với đội theo một cái nguyên tắc bóng bóng đó là những cái quy chế mà tôi nghĩ là nó rất là phù hợp với điều kiện tại tất nhiên cũng phải nhận được cái sự đồng ý của các cơ quan chức năng và tôi nghĩ rằng đây là một cái sự tháo gỡ phù hợp với điều kiện hiện nay đội tuyển thì trong những ngày đầu thì có lẽ sẽ không có sự là góp mặt của thầy Seo vì ông cũng đang phải cách ly nhưng mà với cái bộ khung của ông Park với các cái trợ lý như ông Lieng Jin chẳng hạn thì đội tuyển vẫn có thể thực hiện những cái công việc những cái giáo án như bình thường. Tôi nghĩ rằng đây là một cái một cái đợt chuẩn bị nó cũng là khá là đặc biệt. bởi vì chúng ta có một cái thói quen là tập trung đội tuyển dài ngày. Tập trung đội tuyển dài ngày cho những sự kiện liên quan đến 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 đội tuyển ở những cái kỳ trước đây ví dụ như FF cup và thậm chí là vòng loại world cup nhưng lần này là lần đầu tiên mà chúng ta đá cái cái, cái 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 nội dung liên quan đến vòng loại world cup ở uh, nửa cuối năm cụ thể là từ bắt đầu từ tháng chín nó y hệt như là cái cái lịch trình của của bóng đá thế giới đúng không ạ và sẽ chia thành cụm mỗi tháng là khoảng 2 trận sau ngày mùng 2 tháng khi mà chúng ta đá trận đấu đầu tiên trên sân khách ở Resort thì chúng ta sẽ về và đá cái trận trên sân nhà vào ngày mùng 7 tháng 9 gặp Australia à, lúc đầu ấy, thì uh, chúng ta ở, ở một cái nội dung gần đây nhất thì chúng ta biết rằng là công vượng không tập trung rồi vì uh, chuyện cá nhân Đấy, nhưng mà mấy ngày vừa qua thì lại có cái thông tin là tiến linh cũng không lên nữa thì cũng hơi đáng lo nhưng mà cuối cùng thì bài toán đã được giải quyết nhưng tôi nghĩ rằng là bây giờ ấy, là tiến linh vẫn sẽ lên được rồi Đấy thì anh có suy nghĩ gì về cái việc mà phương án với những con người khác những người đặc biệt là những người mới gọi lên ấy, để bổ sung vào lần này ấy, thay cho phương án của công phượng đâu sẽ là những cái, 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 cái giải pháp mà anh cho rằng là nó sẽ tâm đắc hoặc là nó sẽ tạo ra những cái nét mới cho đội tuyển việt nam tôi nghĩ rằng là hàng công của Việt Nam không có công phượng thì lực lượng vẫn khá là phong phú với những con người mà đã chơi với nhau lâu rồi và có những cái uh, hiểu biết uh, thành ra là tôi không có lo ngại lắm đâu uh, và và thực ra công phượng thì vẫn có thể phút chót là anh ấy lên tập trung lo hộ đê cho vợ xong thì vẫn có thể lên tập trung chúng ta vẫn đủ con người mà kể cả chúng ta có thể đá theo kiểu ba năm mai hay là ba bốn ba thì ở phía trên vẫn có những khuôn mặt quen thuộc tiến linh cũng lên được rồi vẫn còn văn toàn quang hải phan văn đức Thế còn nếu mà gọi là một một đổi một chẳng hạn không có công phượng thì ai là người có thể chám vào cái chỗ đấy thì tôi cho rằng là việc ông Park gọi cầu thủ trẻ Tuấn Hải lên gọi là trẻ nhưng mà cũng không phải là quá trẻ nữa anh ấy ngoài đội tuổi dự sea game rồi nhưng mà mà Tuấn Hải là cầu thủ nói chung là là lần đầu lên đội tuyển thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cơ hội cho Tuấn Hải Tuấn Hải là cầu thủ từ các giải trẻ trước đây rồi là từ hạng nhất rồi là sau đó lên V-League đá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì cũng đã chứng tỏ được nhiều điều thành ra tôi cho rằng là để mà tìm một cái tên này nào đó thay cho công phượng thì tuấn hải cũng là cầu thủ chúng ta sẽ sẽ là những sự chú ý và có thể anh ấy sẽ trao cơ hội cho cho những cái trận đấu tập ờ, thế thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta tập trung sớm như vậy cũng là cần thiết bởi vì anh em cầu thủ suốt từ UAE về là đâu có được tập trung không được tập ngoài trời luôn hầu hết là chỉ ở trong nhà tập những bài tập thể lực rồi là nếu mà có có bóng thì chỉ tâng bóng hoặc là đá vào tường đập lại thôi thế thì cái việc lên sớm để đạt được thể trạng tốt là rất cần thiết và như thế này thì đúng là mô hình giống như trường huấn luyện ngày xưa rồi còn gì đúng không tức là chỉ quan tập và đá quốc tế thôi đúng rồi. Đó, không đá một... giải quốc gia nữa v league đã xác định là đến tháng 2 năm sau mới đá thì anh em hiện nay là làm cho các bác các chú là nhớ lại đúng là mô hình trường huấn luyện của những cái năm mà cách đây bốn năm chục năm ấy À, anh nhắc đến tuấn Thải, à, tôi cũng hy vọng rằng đây sẽ là một cái giải pháp à, tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở đội tuyển quốc gia nó vẫn là một cái gì đó à, và ở cái trường hợp này thì tôi nghĩ đến trường hợp của tuấn tài không phải lý đơn giản mà, mà ông park ông ấy lại gọi tuấn tài lên à, thực ra thì tuấn tài cũng đã từng lên tuyển rồi dưới thời ông park đúng rồi. nhưng mà bị chấn thương ở cái, 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 cái cuối năm ngoái đúng không khi đá cái trận giao hữu ở quảng ninh với đội u 23 ấy đây, đây là cầu thủ mà tôi nghĩ rằng là là nếu như ở một thời điểm nào đó khi mà không có tiến linh chẳng hạn thì là xếp đá thì là mũi nhọn vẫn có thể đá được. đúng rồi. tức là tức là anh đã từng trải ở cái vị trí này à, và hơn thế nữa là nếu như cần xếp ở vị trí gọi là đá lệch ra một bên nhất là bên trái chẳng hạn ấy, thì sức vóc của cầu thủ này là là, là tương đối tốt. anh ấy cũng hay đá lệch ở câu lạc bộ mà. đúng rồi. thành ra là đúng là tức là để nói đến một cái tên nào đấy không có công phượng thì một cái tên mới toanh đấy là tuấn hải chứ còn um, cầu thủ của Nghệ An thì chúng ta cũng đã thấy anh ấy đá trên tuyển nhiều rồi từ thời viên Hữu Thắng, thành ra tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi những cái sự thay đổi. Tất nhiên là cái khả năng của những cái, cái tên chúng ta vừa nêu ấy được đá chính là hơi khó nhưng mà trong một cái thời điểm nào đấy thì họ ho hoàn toàn có thể vào để mà um, tuấn tài là là tôi cho rằng so với những cái năm trước thì hiện nay anh ấy chín hơn. Mặc dù Lá -lít thì không phải là quá nổi bật Nhưng mà so với một cái tuấn tài mà trước đây chúng ta từng biết là rất là vô duyên ở Dưới cái thời xa xưa rồi Thì anh ấy cũng có thay đổi và có tiến bộ Thành ra chắc chắn anh sẽ được trao cơ hội và 4 và 5 năm từ... rồi còn gì đúng từ cái rồi. thời mà SEA Games 2017 ấy Đúng rồi Xa rồi và, và đúng. lúc đấy thì ngay cả những cầu thủ hiện nay đang rất tốt thì cũng vẫn còn bị ngơ ngác mà đúng rồi. Ở cái thời điểm đấy chúng ta có một cái SEA Games đúng là không không muốn nhắc lại nữa Thì tôi tôi cũng hy vọng rằng là là Tuấn Tài sẽ sẽ thể hiện được cái cái sự tiến bộ không chỉ ở câu lạc bộ mà lên tuyển thì anh ấy sẽ trao cơ hội à, với hai cái tên mới được tập trung ở lần này thì anh đánh giá như thế nào có nhiều cơ hội cho họ không trường hợp của trương tiên à, của tiến anh à, cầu thủ lê tiến anh tiền uh, vệ của bình định ấy, và uh, văn thiết uh, hậu vệ của câu lạc bộ việt Thao. tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà tháng nào cũng có tập trung thì rất nên có những cái tên mới để mà nó vừa tốt cho đội tuyển mà vừa tốt cho phong trào ờ, thêm một cầu thủ lên tuyển thì về anh ấy cái cách nhìn đồng đội với anh ấy nó cũng khác gieo bản cảm thân, hứng hơn đúng không bản thân đội bóng đấy đấy đội bình định là có một cầu thủ lên thì cũng là rất tốt cho đội bóng đất võ thành ra tôi nghĩ rằng là 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 thế này vẫn biết là bộ khung của ông Park thì không dễ thay đổi và và gần như đội hình chính thì vẫn là những con người chắc đá ue thôi chứ không thể khác được nhưng mà đâu đó cứ mỗi một lần lên thì chúng ta lại có cái diện tuyển chọn mở ra để mà cũng đừng quên rằng là hiện nay là bóng đá dưới thời dịch dã Nhỡ may có chuyện gì đấy xảy ra, không thể nói trước được. Có cái vấn đề gì đấy mà trong khi thi đấu viết biết là bóng bóng rồi nhưng mà trong bóng bóng đấy vẫn có những cái xác suất. Thành ra là nhỡ may có gì đột xuất thì mình cũng đã có một cái diện rộng ra để mà anh em không bỡ ngỡ với những cái bài tập của thầy bác rồi. Tức là chúng ta có một cái diện đủ rộng như mà cách huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng làm với các đội tuyển trẻ khoảng hơn 2 năm qua tức là mỗi lần tập trung ấy, thì luôn luôn có rất là nhiều cầu thủ và nhiều phương án khác nhau tập trung hàng nhiều lần đấy và cái lần tập trung thi đấu cho đội tuyển quốc gia lần này thì chúng ta phải hiểu rằng là nó chỉ phục vụ theo từng đợt thôi và không phải đăng ký là fix danh sách đúng không chúng ta sẽ có cái đăng ký trước ngày thi đấu Ở đâu đó là hai mươi ba người theo quy định chẳng hạn thế nhưng còn trước đó thì chúng ta hoàn toàn có thể có thể đem đến ả rập xê là ba mươi cầu thủ chẳng sao cả ba mươi cầu thủ không sao cả đến khi quay về với để chuẩn bị cho trận gặp Australia thì lúc đó khi mà công phượng như anh huy nói là hộ đề xong rồi thì hoàn toàn có thể bổ sung đấy là đây là cái cái, cái điều kiện cho phép à, và cái việc mà chúng ta gọi những con người lên như vậy thì nó sẽ không để sót những những, những cái những cái tài năng nào đó những cầu thủ phù hợp nào đó với những cái nhiệm vụ cụ thể ở những thời điểm cụ thể trước các cái đối tượng cũng hết sức là cụ thể. À, tôi nghĩ rằng đây là một cách làm mà có vẻ như chúng ta chưa quen lắm để chúng ta chưa đá cái cái, cái kiểu fifa đây này nhiều bây giờ thì lần đầu tiên nhất là lại đây là, là vòng loại un cấp uh, cuối cùng ở khu vực châu á nữa để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm hết sức là thú vị à, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những đối thủ những trận đấu cụ thể ở những trận chương trình tiếp theo Bởi vì từ giây đến đó thì chúng ta còn một tháng nữa cơ mà đầu tiên sẽ là đội sút sau đó là australia và những đối thủ có thể nói là rất mạnh nhưng đó sẽ là một trải nghiệm mà chúng ta sẽ trải qua với những cái tích lũy rất là cần thiết bởi vì đường đến world cup nó sẽ còn xa lắm đấy nhưng mà không tích lũy từ bây giờ thì biết bao giờ chúng ta mới có thể có được cái kết quả tốt được một câu hỏi cuối cho anh huy về cái nội dung liên quan đội tuyển trường hợp của Hà Đức Trinh anh nghĩ rằng anh có cái cơ hội ở cái, cái cái thời điểm này không? Tôi cho rằng là Đức Trinh nếu đá chắc cũng dự bị thôi. Bởi vì là chúng ta đã theo dõi Hà Đức Trinh nhiều năm rồi và lần tập trung nào của thầy Park thì vẫn có Hà Đức Trinh. Bởi vì là là ông Park có lẽ vẫn là người biết cách sử dụng Hà Đức Trinh một cách tốt nhất. Về V League thì anh chưa bao giờ là một tiền đạo mà gọi là đúng nghĩa là ghi bàn đều như vắt chanh, mặc dù anh đá trung phong. Nhưng mà lên tuyển thì cái cách dùng người của ông Park anh có thể vào sân ở một số thời điểm nào đó tạo ra những cái năng nổ và tạo ra những cái xáo trộn cho hàng phòng ngự đối phương thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chẳng ai sử dụng hà đức chính tốt bằng ông park và trong bối cảnh này thì tôi cho rằng là anh ấy anh ấy vẫn là một cầu thủ sẽ có những góc cụ thể ở một cái số thời điểm nào đấy đây là cầu thủ không dễ sử dụng và có lẽ đến lúc này thì chỉ thấy park mới dùng tốt được thôi vâng uh, hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái sự chuẩn bị có thể nói là tốt nhất để hướng tới những cái trận đấu tới đây, những trận đấu trong tháng chín ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai đó là dấu mốc lịch sử. Nhưng chúng ta dù biết rằng nó sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ phải phấn đấu để có được những kết quả hợp lý nhất với những mục tiêu nó phù hợp nhất với điều kiện con người, điều kiện năng lực của chúng ta vào thời điểm này.